ban đo đo chạy đi tới chết luôn. Cái này là nhu cầu lớn nha anh ạ, nhu cầu lớn của người dân. Trẻ đi mấy hướng hả? Bên đó hướng như bên này hướng luôn đúng không? Một hướng này. Thôn này là 99% là ngoài này hết. Mà đi bộ anh thấy là đi bộ hai cây số mà gùi bắp, gùi lúa, gùi ấy thì đi bộ thì sẽ cực như cái chi. Một khi mùa mưa như này nó khó đi á. Đi còn vấp, còn ngã, còn tai nạn. Đường này mình giải quyết được cỡ 4 cây số là ngon rồi. Mặc dù không hết. Đúng rồi. Dạ. Từ đây tới đó 4 cây số là nó đỡ một phần nào. Ví dụ họ có gùi về tới mặt đường họ trở về nó đỡ. Cái này là nhu cầu lớn từ xưa nay này. Thì do nguồn vốn thì chưa có. Dài 10 cây hả? Nếu mà làm hết á là còn khoảng 10 cây. 10 cây số. Dạ, nếu mà giải quyết được số lượng hộ dân trên này là đông. Đông, ê, tức là bà con đi làm hàng ngày, đi làm về hàng ngày. 200 mấy hộ. Dạ, 200 mấy hộ. Ông ngoài kia họ trang trại chăn nuôi, họ làm mấy cái chòi. Có khi đã đó em nói là một khi là mưa như này họ không về được, ở lại đường khó đi. Bây giờ chúng ở cái chỗ này á, là muốn để mà xe mà nó chạy ra mấy ông đa của bà con mà chạy được qua đây á, thì mình sẽ đóng cái cầu gỗ, dùng mấy cái cây keo nè, mấy cưa, mấy cái khoan, mấy cắt xuống, cắt rồi để nhọn mình đóng cọc xuống đất ở đây nó cũng mềm nè, đóng xuống rồi làm kèo gác cây keo qua để bà con chạy đó là này. Đúng rồi đó, đất ở đây tụi con nó cũng mềm nè, cho nên là dùng cây keo để mưa máy cắt rồi tôi sẽ cắt rồi làm cọc rồi để mà đóng cọc từ chỗ mí cái đường mà bị gãy ngang đứt ngang á đó, đóng từ đó chạy dài lên đây rồi bắt đầu đóng cọc dài lên nó trên, sau đó là bắt đầu mình sẽ làm gác keo dài theo những cái cọc dài rồi dọc lên tới trên đây, bắt đầu mình lấy cây keo mình thả trên mặt bắn bù lon qua luôn, máy khoan máy bắn rồi máy cưa cắt có sẵn là người ta sẽ vượt được cái con suối đó trước, giải quyết con suối đó, rồi giải quyết được cái con suối đó bắt đầu mình đắp theo kiểu cuốn chiếu, rồi mình chạy được tới đâu thì mình đổ đá xuống cho nó cứng cái đường này nè, cho bà con nó chạy, rồi mình đổ về lại, mình đổ qua cái mình chạy lên đá, đổ qua chạy lên đá, chạy dần lên chậm. Thì cái này trước mắt là phải có múc để hạ một phần nào có độ dốc, cái gì độ dốc này. Mà dốc quá như thế là chạy xe thì cũng lo. Dốc đứng luôn à? Dạ. Cho nó dốc đứng luôn à? Mình phải hạ. Nói chung là mình giải quyết cái chỗ nào nó nứt này bà con đi cũng được nè. Dạ đúng rồi. Đó. Từ giờ làm sao cho nó dễ nguyên cái đoạn này đi lên đó trên đó. Chứ về rồi con chạy nè, giờ giấu bánh xe, nó xe mới rồi con chắc quấn xích vô nè. Quấn xích mà đi thì khó đi đấy. Nè quấn xích vô đây nè. May ra 1-2 người đi được. Còn như mình đi thì chịu, không đi thì đi bộ thì thấy khó rồi. Tận dụng cây keo, mấy cây keo đó bên xã tận dụng ra mấy cây keo được không? Nếu mà tận dụng được mấy cái keo thì tụi tôi sẽ bỏ công cho tụi tôi làm. Tụi tôi điện ra ngoài Đà Nẵng rồi lấy mớ thiết bị nữa, rồi với lại bù lon dài á, khoan đồ để khoan keo, khoan bắt bù lon qua để làm cái dàn chân cho nó cứng, rồi bắt đầu mới thả keo, cây keo trên để cho bà con chạy. Còn nếu ủy ban xã vận động nó thu lấy đóng keo quá trời luôn á. Keo họ bán vậy, keo họ... Nó bán nhiều tiền. Bây giờ làm đồ nhà cho nó đi, bây giờ nó bán nhiêu tiền? Đây 1 tấn thì 1,6 triệu. Tấn là 1,6 triệu. Cái đóng đó là nhắm được khoảng bao nhiêu? Không biết, em đánh là 10 tấn trở lại.
Ý anh nói là làm cái dọc này à? Đúng rồi, bây giờ nó giải quyết cái cầu qua chỗ xíu nè, xong rồi bắt đầu nó cho mấy anh em đoạn xúc đồ đất đá rồi cho nó lấp ngang nó bằng 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 để bà con dễ chạy. Đây giải quyết lên tới cái đoạn đó đi, rồi lên trên đó thì nó đỡ tí xíu. Tôi lên trên đây coi coi. Này chỉ có đường khô ngõ mới phi được không đa thôi. Dạ, đường khô. Đường khô ngõ mới phi được thôi chứ đường ướt nhà không phi được đâu. Lên trên kia dốc đứng thẳng luôn á. Đi phải hạ được độ dốc rồi mới ấy được đi được. Hạ kiểu gì cũng lên trển cũng phải ngóc lên à. Nếu mà hạ kiểu gì nó cũng lên trển nó vẫn dựng lên à. Đây mà nếu mà lại tận dụng được mấy cây keo mà ngặt nổ bà do bà con sống nhộng ngày này lấy keo ra bán để kiếm mưu sinh. Bây giờ kêu họ cho, giờ họ cho còn của đâu mà ấy. Đúng không? Đây đất mềm nè, nó là mình đóng cọc xuống rồi mình gác cây keo làm đồng tay rồi bắt đầu thả ngang qua không chạy dưới này luôn. Hoặc là mình gác keo cho sát dưới này luôn. Đó cho chạy là thay vì mình chạy trên mặt đất. Tốn kinh phí đá chở vô nhiều lắm. Rồi mình lấy keo mình gác ngang. Mình chạy lên trên mặt keo. Hiểu không? Đó là làm nhanh nhất luôn á. Rồi mình chỉ làm có cái đoạn cầu ngay chỗ là cái con suối. Đó là bắt ngang để tránh cái nước suối nó dọng qua đó. Mình cũng được thời gian đấy. Thì đúng rồi, mình giải quyết cái mùa ni này được đấy. Giải quyết vào mùa ướt lộ này kia nọ. Rồi để bà con người ta còn đi lại. Nhưng mà bây giờ ngặt nổi giờ người ta sống dòng cái nghề mà trong đây là số trồng mấy cái keo để nó bán kiếm sống. Kêu họ đổ đem ra hết. Thì tiền đâu họ sinh sống, cái đó nó cũng quan trọng. Bây giờ quan trọng bây giờ nè. Ủy ban vận động được bà con mà nếu mà bán giá rẻ thì tụi tôi sẽ mua lại thì bắt đầu tụi tôi sẽ dùng cái keo đó. Tại vì bây giờ đó là mình kinh phí mình đổ đá và chán bê tông qua này rất là lớn. Mình lót cây keo ở dưới này để cho họ chạy. Nhưng mà mình sẽ cố định là hết nguyên dàn keo nó dính là hết luôn. Cây này dính cây kia hết luôn á. Nó giống như cái thay vì mình chạy vào mặt đường nó là bằng xi măng. Nhưng mình chạy mặt đường nó là nằm ở trên cái cây keo. Thì nước nó có chạy kiểu gì nó chạy nằm dưới này đó, rồi cây keo là nó chăn ngang lên con đường. Bây giờ mình nhắm cái con đường này nó là 2 mét tới 3 mét thì gác cây keo ngang nó luôn. Nước rồi nó chạy dưới. Keo sợ không đủ làm nó không đủ. Ít keo làm sao đủ. Nhiều lắm. Đâu có, mình giải quyết tới ngay cái đoạn nào mà họ nhắm họ chạy được công đa là chạy. Chứ không phải giải quyết hết 10 cây keo mà làm hết 10 cây số đâu. Ý là không phải 10 cây số, mình nếu mà mình dịch làm cái khoảng từ đây là nó lên tới trên dốc đó thôi là được rồi. Hết phân dốc là khoảng 1 cây số. Không tới. Từ mấy dưới số đó lên cái chỗ cái mặt dốc đó không tới kia không? Ý là đoạn trên này anh. Đi còn một đoạn nữa như thế này này, ý như thế này. Dạ. Bắt đầu mới tới cái đồi bắt đầu đi bằng xuống dốc. Rồi tới mà nương rẫy của bà con. Còn phía này là như này. Như dự hình thức là làm máy múc rồi múc rồi lấp lại rồi đổ cọc phối để tìm may ra mà chạy được. Đổ đá. Dạ, nhiều hay nhiều cọc phối. Cái đó kinh phí lớn lắm. Không có đủ đâu. Giờ tôi chỉ nói là gót cây rồi xuống để mình chạy thôi. Gót cây là tôi cố định là cây này dính cây kia. Tại vì cái mặt đường nó là bằng xi măng rồi tôi làm mặt đường nó bằng chỗ treo. Cái treo này mà tính quăng xuống như này mà để mà chạy. Tôi không biết tới chừng nào nó mới gãy cái cây treo. Đó là quan trọng giờ quý ban mà vận động được bà con mấy cây treo rẻ thì đổ đóng về đây bắt đầu tụi tôi sẽ làm. Chạy vô tư luôn á. Thả keo thả nằm ngang như nè.
vô mình cố định cây này dính cây kia, cây này dính cây kia, mặt trên tụi tôi sẽ đai bằng lốp vỏ xe, lốp vỏ xe tôi cắt ra bắt đầu tôi câu cây này dính cây kia bắn dít là luôn. Có xe tải chạy nữa. Hả? Xe tải. Thôi xe tải mà vô đây nữa, thôi bố đời tôi cũng xin thua. Đây nó dùng để mà bà con đi lại bằng Honda hoặc là đường bộ, là Honda là nhẹ được chứ mà chơi xe tải rồi bố đời tôi cũng thua luôn. Gió chơi phê thông nữa. Đây chạy máy chạy nè, à, đúng rồi, do vô bánh máy chạy nè. Giấu máy chạy nè. À, bây giờ cái chỗ này thì cái nhu cầu dân đi nó rất là cao. Còn mấy bữa mà trước khi mà sang vô thì cái lũ ống lũ quét nó quét về chỗ đó là người ta đi không có được. Cho nên chỗ này nó lầy lội. Bây giờ muốn mà làm cái cống đi ngang cái chỗ đó thì mình đặt thì được rồi đó. Đặt cái cống xuống là được rồi đó. Mà đặt cái cống là không phải là nó đặt cái cống là đặt tối thiểu một cái 20 cái cống. Rồi mỗi cái cống bề ngang nó 1 mét. Đó mà mình muốn làm cái cầu bề ngang nó là phải 2 mét thì phải 2 cái cống. Mà từ chỗ quý đầu gãy ngay chỗ mấy cây keo đó, nguyên bó keo đó nè. Đó cả nhà giờ đang thấy nè. Đó, nguyên bó keo ngay đó. Mà nó qua chỗ băng qua con suối này nó cũng dài nó khoảng cho nó 10 mét đi. 10 mét là 10 cống mà làm bề ngang nó bề 2 mét thì nó thành 20 cống. 20 cống là mình phải đổ cái chân đế bê tông rồi mình làm mình đi ngang. Thì nếu như mà làm đi ngang cái chỗ cái đoạn đó. Đó làm cái chỗ đoạn đó thì tối thiểu là nó cũng phải là hai bên kia 10 mét, bên này 10 mét, nó cũng phải là 20 mét để làm cái cống đi ngang cho bà con. Mà nếu mà làm chỗ đó cứng rồi qua đây là mình giải quyết bằng cái gì? Nếu mà làm cái cống nó đi ngang để mà suối nó mà con đường để mình qua suối thì qua tới bên đây thì nó cái giải quyết nó bằng như thế nào? Cái đống hỗn độn này mà muốn đổ cái đá mà làm con đường ở đây á thì biết bao nhiêu kinh phí mới đủ, nó lớn lắm, cho nên là sang có đủ khả năng đó. Nếu như mà muốn giải quyết á, mà cách mà khắc phục mà kiểu mà tạm thời đó thì chỉ nước là hạ keo làm gác ngang, rồi sang sẽ đóng keo ngang bằng những cái lớp vỏ xe cắt nó làm sợi á, rồi mình sẽ bắn dứt từ cái cây này dính qua cây kia, nó kết cấu là thành quy một cái miếng dán dài từ dưới đó mà chạy lên tới trên đó là bằng cây keo hết. Mà cây keo nó rất là chắc, mà bây giờ cây keo mà bỏ dưới này mà nước nó biết tới chừng nào nó sạm hơn. Mà quan trọng là cái chỗ là phải vận động được, bây giờ bà con phải bán được cái cây keo rẻ rồi sang mua sang làm, rồi một mình sang làm cái tiền túi sang bỏ ra lại làm cái chuyện này được. Mà mình bán giá cao quá sang xin thua. Với cái điều đặc biệt nữa, bây giờ mà ghét qua, bây giờ cái thằng ông nội mà chạy máy chạy mà ông chạy lên đây hoài nó cũng sang chịu nổi. Đó chỉ ghét cái keo để tạm thời người dân đi bộ và cũng như là chạy Honda thì được. Còn nếu mà chạy máy cày là thôi xin thua. Chạy máy cày nó chở keo nó chở nặng lắm. Đây dấu đường xe máy cày nè. Chạy lên nè. Đó. Thì nếu mà nói về cái dấu bánh này á là sang đi hoài sang biết cái dấu bánh này, dấu bánh xích rồi Honda của bà con chạy nè. Đó. Là bà con quấn cái xích vô để chạy nè. Thì chạy kiểu này nó rất là dễ té, nguy hiểm, bà con té hoài luôn đó. Chắc chắn là cái điều rất là té hoài. Muốn giải quyết là chỉ có lót cây keo xuống mặt ngang vậy đó để mà bà con chạy là cái giải pháp này đó là làm tạm thời nhưng mà nó hiệu quả, nó xài cũng là lâu chứ không phải là ngắn đâu, nó lâu á, xài cũng được vài năm á chứ không phải chơi. Mà nước mà nó có suối mà nó xối ở dưới thì nó xối ở dưới cái lòng của cây keo thôi chứ không có xối trên cái mặt. Nếu mặt cây keo được khô mình dễ chạy nữa, mình cắt mấy cái lớp vỏ xe mình cắt thành sợi mình sẽ đóng lên chỗ cái vụ cây này, mình đóng dính cho cây này đó, bắt chích rồi nó câu nó dính là thành nguyên một cái bề mặt bằng nó bằng gỗ hết. Nhưng mà với điều kiện là phải người đi bộ với lại đi xe máy thì được chứ mà để mà chở cái này thôi. Ủa. Đó là sang vô trong này thì tình hình cái bão ở trong này thì người dân không có sợ, vùng cao thì họ không sợ bão, họ chỉ sợ lũ quét thôi. Lũ quét rồi mà vấn đề mà mưa mà nó sạt lở đồ này kia nọ đó, rồi xả đập đó là lũ nó tràn về người ta sợ thôi, còn là bão nó không sợ. Sau khi mà
nước lũ nó xả trong trong cái thời điểm mà bão đi qua, lũ xả rồi nó cái đập thủy điện nó xả rồi lũ nó tràn về đó. Thì lúc đó là Sang trên đường chạy vô đây, thì cho tới ngày hôm nay là Sang có mặt ở đây, nước lũ vừa rút, nhưng mà lại là những cái hậu quả như thế này thì quý vị cũng đã thấy rồi. Thì muốn khắc phục nó thì mình chỉ làm những cái tạm thời giải chiến. Cái chương trình Sang đi Sang không có kêu gọi, cho nên là Sang làm bằng cái tiền túi Sang đủ khả năng sức lực của mình làm giúp bà con thôi, phụ bà con để mà xúc đất. Rồi giờ ngày mai chiều nay Sang cho mấy anh em để mà phụ xúc đất trong cái nhà trường, nó đất nó đầy rồi để cho mấy em học, rồi phát sữa cho bà con. Đó là bằng những gì mà Sang lãnh lương YouTube cũng như là buôn bán để mà lấy tiền túi mình ra để chia sẻ bà con bằng cái sức lực nhỏ bé mình thôi, chứ kêu gọi thì Sang không kêu gọi nha cả nhà. Rồi chiều nay ở bên mặt trận vận chuyển, chiều nay hoặc sáng mai vận chuyển mấy nhu yếu phẩm cũng như là lương thực gửi vô đây cho Sang, bên mặt trận Tổ quốc gửi vô đây để mà Sang chia phát cho bà con. Thì trước mắt thì Sang cập nhật cái tình hình để cho quý vị nắm xem về cái phương án mà Sang để hỗ trợ. Còn nói về cái vấn đề mà mấy anh em đi cứu nạn, tìm kiếm để mà lực lượng cứu nạn cứu hộ để mà giúp, ở hiện tại là Sang cập nhật luôn, thì còn một cái xác trôi rồi tới nay là ta chưa tìm được. Thì hiện tại lực lượng đang bên lực lượng người ta đang đi bộ để mà tìm. Thì cái chỗ mà để mà đưa cano xuống thì Sang chưa có khảo sát, để tính để tới ngày mai mà lực lượng mà đi bộ tìm kiếm mà không xong nữa thì bên xã báo Sang để mà hỗ trợ phương tiện để mà cứu hộ. Sang đến là để mà cái việc mà mình cứu hộ cứu nạn. Có nhiều bạn biết vô rồi chửi rủa tùm lum đủ thứ cho Sang cũng quải chậu thiệt đó, là mấy kiểu gì cũng bị chửi rủa. Người phàm mà đi phòng chống thiên tai mà chở được thiên tai, trời ơi, tôi cũng bó tay. Cho nên Sang cũng nói rõ, mỗi cái video Sang nói rõ, nhiều bạn biết vô nghe em kỹ xong sáng sai sáng sát chửi với nhức đầu nhức óc lắm. Cho nên thì giờ Sang với cập nhật như vậy, nếu như mà bên xã mà vận động được bà con đó mà bán được hay kêu rẻ, Sang mua cái kêu rõ rẻ, rồi Sang điện ra ngoài Đà Nẵng, mấy anh em lực lượng ngoài Đà Nẵng sẽ hỗ trợ Sang mua thêm ba cái giúp đồ vỏ xe vô đây Sang làm, rồi để mà đóng cái cầu ngang qua tạm với lại làm cái con đường. Còn nếu như mà vận động bà con bán được cây keo không được cho Sang rẻ thì Sang cũng khó đâu mà làm. Nhưng mà khi mà làm Sang cũng nói vào từ trước là đặt cái bản cấm của nó là không cho xe máy chạy mà chạy là banh hết luôn, chỉ có chạy Honda thì được, vận chuyển bằng Honda là ok, chứ mà vận chuyển máy chạy mà chở cái lượng lớn keo á đi xuống đó, nó sẽ banh cái mặt đường gỗ hết. Thì bắt đầu chiều nay thì Sang cho mấy anh em tự nhiên vô hỗ trợ một cái ngôi trường để xúc đất ra cho mấy đứa nhỏ này nó học. Thì còn cái cống hồi nãy, cái con suối á, con suối lớn cho nó, và hiện tại giờ mấy đứa nó nhỏ đi học không được thì đổ đó, nếu mà làm á mà người dân mà chịu Sang làm chỉ làm cầu phao, chứ kinh phí làm cầu Sang không có, thì làm bằng tiền túi của mình. Sang bán buôn lấy tiền túi để mà đổ xăng dầu để đi hỗ trợ phòng chống cứu nạn cứu hộ, chứ không phải là nói hôn người phàm là chống là được thiên tai. Không phải, người ta chỉ đến là các bạn nghe rõ nguyên nhân nguyên từ của tôi là nói là đi tìm kiếm cứu hộ cứu nạn nha, chứ khi các bạn vội nghe có bạn cũng thích vội chửi quá, tôi cũng thích viết mà tôi muốn nhức đầu luôn á thật. Nhưng mà thật sự chứ các bạn có nói cái nào nói tôi cũng mang vô máu chúng tôi rồi, để mà đi mà tìm cũng giúp cho bà con làm được gì làm chúng tôi làm. Dù bạn có nói có chữ ở nào tôi cũng vẫn làm, chứ không phải mà chúng tôi cũng làm. Rồi các bạn nó hôn lựa cơ hội này vô kiếm nghìn tỷ ngon lắm, các bạn vô trong này là tôi dắt các bạn vô đây để kiếm nghìn tỷ ha. Bớt chửi lại chút xíu để cho mấy anh em tôi với là người dân miền Trung ta nhờ một chút. Trời ơi khổ ghê vậy. Rồi bây giờ Sang sẽ tạm thời để mà kết thúc cái video này, Sang sẽ cập nhật video kế tiếp để cho quý vị xem. Rồi mấy anh em sẽ phụ vô nhà trường để mà xúc đất ra cho mấy đứa nhỏ nó học, rồi cũng như là đưa sữa vô trong này. Rồi còn hàng nhu yếu phẩm của mặt trận Tổ quốc trở lên thì Sang nếu mà dự kiến tối nay lên tới đây thì Sang ra ngoài hộ tống đưa vô, còn sáng mai thì tính sáng mai đó. Sang không vận động bất kỳ một cái thứ gì nhớ sao này.
còn đó, giờ ai mà muốn là đi giúp mà cho bà con á, à, sang cập nhật cái danh sách ở trên này nè, những cái điểm mà bà con đang bị gặp nạn đó, muốn đi giúp cho bà con mà để mà cho nhu yếu phẩm, sang quý vị sẽ coi được ở trên cái video là cái thông tin, à, để sang nhắn cho cái thông tin để mà quý vị đến những cái xã, cái huyện, cái làng đó, quý vị cho nhu yếu phẩm hay làm gì làm, hoặc là quý vị thích rồi tới đây, đây là được gọi là xã Trà Bà, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, thì một trong những cái huyện mà nó sát biên giới Lào, từ đây đi qua biên giới Lào nó cũng không xa nữa, nó còn khoảng chừng vài chục cây nó tới biên giới Lào mà đi đường bộ, đó. Cho nên nó thì những cái nhóm mà từ thiện khác á, ở thành phố Hồ Chí Minh á, mà có đem hàng cứu trợ ra, thì theo cái địa chỉ mà Sang mới vừa đọc á, đủ chị chở ra đây, vô gặp ủy ban xã, giao cho ủy ban xã hoặc là cùng với ủy ban xã đi mà chia sẻ cho bà con, à, nha cả nhà. Thì thông tin Sang để trên đó mà quý vị biết cái đường đi mà quý vị tới mà để mà hỗ trợ cho bà con ở đây này. Máy treo nè, thấy vậy chứ mà bỏ xuống dưới đó là xài bền lắm luôn á. Nó có nước á, ẩm 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 có nước á, xài bền lắm. Đây bà con trồng keo với làm nương nhiều. Đó, xin chào và hẹn gặp lại nha cả nhà.